Johnny Depp có thể sẽ là Joker trong loạt phim The Batman. Có vẻ như Warner Bros đang nhắm đến Johnny Depp cho nhân vật Joker sắp xuất hiện trong loạt phim The Batman theo một số tin đồn đang xuất hiện gần đây. Có vẻ như nam diễn viên Johnny Depp là cái tên đang được DC nhắm tới để hóa thân thành Joker mới trong loạt ba phim The Batman sắp được ra mắt. Bản thân Johnny Depp là một fan vô cùng to bự của Joker do nam diễn viên quá cố Heath Ledger thủ vai trong bộ phim The Dark Knight. Vậy nên khi tìm một người để hóa thân thành hoàng tử tội ác của Gotham, Warner Bros đã nghĩ ngay đến Johnny Depp khi nam diễn viên được cân nhắc một trong những nhân vật vô cùng quan trọng và mang tính biểu tượng như vậy. Đồng nghĩa với việc những rắc rối trong sự nghiệp của anh đã đang hồi kết, đó thật sự là một điều vô cùng đáng mừng cho bản thân nam diễn viên và cả những fan hâm mộ của anh. Thập niên tiếp theo hứa hẹn sẽ là khoảng thời gian mà cái tên dốc cơ trở nên hot hơn bao giờ hết, chính sự thành công mà bộ phim của đạo diễn Todd Phillips mang lại, với sự diễn xuất của Joaquin Phoenix, đã tạo tiền đề vô cùng lớn cho Warner Bros phát triển những phần sau. Đồng thời đưa cái tên Joker thành một trong những biểu tượng của tội ác trong thành phố Gotham nói riêng và toàn bộ vũ trụ điện ảnh DCEU nói chung. Giờ đây, Batman là siêu hùng tiếp theo, được hãng phim phát triển câu chuyện và sự vắng bóng của Joker sẽ là sự thiếu sót vô cùng lớn, chính từ trong nguyên tắc truyện tranh, Joker đã luôn là kẻ đối nghịch với Batman và sẽ chẳng thể nào lột tả được một người rơi theo cách chân thật nhất nếu không có sự xuất hiện của Joker. Hiện, Warner Bros. vẫn chưa lên tiếng xác nhận việc họ nhắm đến ngôi sao của hải tặc vùng biển Caribbean cho vai diễn Joker trong tương lai, nhưng nguồn tin tiết lộ thông tin này trước đó đã cho biết những thông tin vô cùng đắt giá, như Han sẽ trở lại trong phần 9 của loạt phim Fast and Furious, vậy nên không có lý do gì để không tin cả. Phía dưới video là phần bình luận dành cho bạn trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin hãy cho một lượt thích chia sẻ và đừng quên bấm nút theo dõi kênh xin chào và hẹn gặp lại